Cho Lia hỏi nha, nhiều khi là cũng mọi người cũng thắc mắc luôn á, tại sao sư tu tới Vĩnh Long mà tu ở đây để gần gần cha mẹ luôn? Thì chắc có lẽ là cái hạp giọng hát mình nó hạp bên Bolero tiếng Việt á. Dạ. Rồi tiếng Khmer nữa. Có hát cái bài gì Kran Te Khơi Kan. Xin được chào tất cả quý vị khán giả đã trở lại với kênh Li Giang. Thì hôm nay Li Giang cũng có dịp ghé thăm sư đây. Đó, cũng đi ngang đây rồi rảnh thì nghe nói sư về nhà đó nên qua đây để hỏi thăm sư coi như thế nào nha. Tu như thế nào rồi? Rồi em chào sư nha. Dạ, khỏe không sư? Dạ, sư đang làm gì vậy sư? Đây là ông thần tài thổ địa phải không? Mẹ mình thường thường thờ cúng rồi đó, mấy ông tà đó, thao lục tà đó. Lý do chùm đẹp xua lục bọn này. Vậy Khmer khá là ôi bọn bốn Khmer sẽ đạp. Hay giờ khá là đây. Rồi thấy đây chỗ này là sư đang làm gì đây sư? Sư làm cái cốc mà để mỗi lần mà sư về thăm gia đình á. Dạ. Có cái chỗ mà không gian riêng sư nghỉ ngơi. Để cho những các vị sư mà quen biết sư á, bạn sư đó ở xa về rồi cũng như là gia đình mình có đám tiệc rồi, hoặc cần thiết là các sư xa về ngồi thiền thì có chỗ nội chỗ này cũng để dành tiếp mấy vị sư về chơi ha. Đúng rồi, về chơi nghỉ ngơi về ngồi thiền nữa sư. Ngồi thiền sư nào thích ngồi thiền ngồi thiền. Rồi thấy chỗ này hình như làm chưa xong á sư. Chưa xong đâu, tại vì sư làm này có như là vốn sư bỏ ra làm rồi, bây giờ nó chưa còn chưa đủ á. Chưa đủ, ngừng lại, khi nào mà có thì sư làm tiếp. Cây này là vua sữa này, cái vua sữa Mica này đẹp này. Đâu đang ra nhánh này. Xung quanh đây toàn dừa sáp không? Ở đây dừa sáp nhiều, ở đây cồn kè phải không sư? Đúng rồi, huyện cồn kè, tỉnh Trà Vinh. Dừa sáp toàn bộ, dừa sáp hết. Sư về nhà được mấy bữa rồi? Bữa nay nữa là 3 bữa. Thầy xin sư phụ về, khi nào đi về lại thiền viện sư phụ thì điện sư phụ. Chỗ sư tu là ở bên Vĩnh Long đúng không? Vĩnh Long. Chùa Tư Phương Tăng rồi xong sau này vừa rồi sư đi học thiền bên thầy Sư Vệ Trí là đang học thiền ở đó. Dạ. Là học bao lâu rồi sư? Qua đó được 4 bữa à. Mới học được 4 ngày. Ở đây mát, do mát. Vậy là cũng chỗ này cũng đang thi công ha. Dạ, đang mát. Tôi qua đây ngồi đi cho nó dạ. Đứng mỏi chân. Ngồi đó nắng không? Ngồi đây đi, chỗ này. Này buổi trưa ngồi nghỉ mát là lại vài luôn á. Dạ. Gió này gió tháng này gió dữ lắm. Cho Lý Giang hỏi á, là lúc trước á, đi tuyệt đỉnh Tôn Ca, tuyệt đỉnh Sông Ca á. Đúng rồi. Đó, đoạt giải luôn. Đó, được quán quân. Lúc đó đoạt giải rất là cao phải không sư? Đúng rồi. Đúng rồi. Có thể một miếng lúc đó là hình như là tới 500 triệu gì đó phải không sư? 500 triệu hai người chia hai người đó. Dạ. Sư về sư cũng cất nhà. Về nhà là sư để dành tiền cất được nhà luôn. Đúng ha. Cất nhà cha mẹ rồi đó, nhà đây là nhà tình thương. Dạ. Tình thương của nhà nước cất cho là cũng là cũng gần hứa hết trơn mà không có tiền, mà sư may mắn sư đi thi rồi được đoạt giải sư về sư làm á. Dạ. Vậy là lấy tiền về để xây nhà luôn ha. Đúng rồi. Chứ đâu có xài gì đâu phải không sư? Không, lúc đó là không có xài gì đâu. Vì ba sư cũng đi ngày xưa dạy học đó, cũng về hưu cũng được 30 triệu, tiền về hưu cũng hụ vô làm luôn. Dạ. Thì xong đó là sư sau này sư đi hát, sư có tiền riêng sư mới xài. Dạ. Còn tiền mà đọc giải sư làm nhà. Dạ. Đó, làm nhà xong sư mua được chiếc xe Honda AB có 39 triệu đó. Dạ. Xong rồi đó là đầu tiền hát sau này nhiêu sư xài ra nghiệp lo gia đình cho cuộc sống rồi ha. Cho gia đình với cho cuộc sống. Đi hát rồi xây được cái căn nhà cho cha mẹ cũng
một điều rất là tốt luôn ha. Đúng rồi. Nhà sư hình như là có ba người hả? Ba người anh em, hai đứa em gái, một đứa em út. Bây giờ hai đứa đều có chồng hết rồi. Dạ. Ở riêng hết rồi. Giờ sư chỉ có mình sư đi tu, còn lại chỉ với cha mẹ già ở nhà này thôi. Sư mà... Vậy là... Đúng rồi. Vậy là nhà ở đây á, là chỉ có cha mẹ thôi. Hiện tại là chỉ có hai ông bà, ông thân mà thân ở đó. Dạ. Còn nhỏ út đi có chồng bên Đắk Lắk, Đắk Nông rồi. Nhỏ thứ ba thì cũng có chồng ở trên viện đây nè. Dạ. Còn cha mẹ, ông thân bà thân thì ở nhà này nè. Hiện tại đang ở nhà. Dạ. Cũng già rồi. Rồi sư thì đi tu ở bên Vĩnh Long. Vĩnh Long rồi, bây giờ sư đang đi học thiền ở Tiền Giang. Sao cho Lia hỏi nha. Nhiều khi là cũng mọi người cũng thắc mắc luôn á. Tại sao sư tu tới Vĩnh Long mà ở gần giống như ở gần cầu kè đây, sư không tu ở đây để gần gần cha mẹ luôn? Thì chắc có lẽ là cũng tùy duyên, để mình tu, mình xuất gia đó. Yeah. Tại vì có lẽ là mình có cái duyên bên chùa sư phụ hiện tại đó, mình mới qua đó tu. Yeah. Có nghĩa là có quen biết bên kia. Cũng quen biết, ở đây cũng quen biết. Nhưng mà sư, xuống đây là mình đi tu cũng tùy duyên á. Giống như mình thích hợp ở đâu á. Đúng rồi, thích hợp. Cái tâm mình nó tịnh ở đâu thì mình tu ở đó. Đúng rồi. Rồi á hả, lúc mà sư còn đi hát đó. Đúng rồi. Sư có nghĩ là lúc đó là sư có đi thi hát Khmer không? Tại vì sư cũng là người Khmer nè. Lúc hồi nhỏ là có cái đoàn chậm bê ở Trà Vinh, Trà Cú á. Lúc đó mà sư chưa biết tiếng Khmer. Lúc đó còn nhỏ, mười mấy tuổi sư có đi, 18 tuổi sư có qua đó. Nhưng mà thời gian đó thì là hình như không có duyên ở bên đoàn hát đó, là đoàn hát của Trầm B đó. Thì sư mới về, sư mới xuất gia. Ra xong rồi sư ra đời thì sư thấy cái hạp giọng hát mình nó hạp bên Bureau tiếng Việt á. Rồi thấy ở mình á, ở Việt Nam này nè. Ở Việt Nam á thì cũng cảm thấy là mình có điều kiện mình phát triển bên tiếng hát Việt á. Thì có cuộc thi mình đi thi. Là rồi tình cờ là có may mắn thì sư mới đậu bên tiếng hát Bureau bên tiếng hát Việt đó, sư đậu Bureau tiếng hát Việt. Và trong cái cuộc thi đó là sư cũng hát được hai ba bài trong tiếng hát Khmer đó. Rồi sau á sư đi show mà những cái show mà chương trình ở đâu mà có người Khmer mình á, sư cũng hát một hai bài tiếng Khmer mà một hai bài tiếng Việt để phục vụ khán giả. Vậy là mình có hát tiếng Khmer luôn ha. Có. Đi những nơi mà có khán giả người Khmer, sư hát nhạc Khmer. Nơi nào có khán giả người Việt, sư hát nhạc Việt. Nơi nào có khán giả người Khmer với người Việt, người Kinh á, là sư hát hai thứ tiếng luôn. Dạ. Đúng rồi. Thì theo Li Gian á, đã xem clip. Nói chung là có theo dõi Tuyệt Đỉnh Song Ca, lúc đó cũng theo dõi. Tại vì có người Khmer mình á, được hát lên đi thi á, rồi được vô vòng trong á. Nói chung thì ai cũng mừng. Cũng muốn là Khmer mình nó giỏi, đó, yêu mến nhau, đó, bình chọn cho nhau luôn. Đúng rồi. Rồi á hả, lúc đó là sư có hát tiếng Khmer nữa. Có. Có hát cái bài gì, Krante Khơn Kana, đúng không? Đúng, có. Đó, lúc đó là cái giọng ca nó, nói chung là cũng là hơi lạ, hay mà lạ luôn. Có bài Trần Ti nữa, có nhiều bài đúng không? Dạ, rất là hay. Rồi sau đó thi đoạt giải rồi sao sư không thử qua bên Cam thử sức giọng hát tiếng Khmer coi chứ như sư cũng tu bên Khmer mà. Đúng rồi, lúc cũng đó là biết chữ nghĩa mà. Lúc đó là mình cũng bận rộn làm cái nghề ở bên đây, ở Bureau tiếng hát Việt ở đây, thì lúc đó cũng có lên, cũng có qua casino một lần hát ở Campuchia nữa. Ra một bài Long An đó, cũng qua đó sư hát một bài, có sư có hát nhạc Khmer không hát nhạc Việt. Cũng qua đó ha, chạy show qua đó. Còn đi thi á, sư nghĩ là không có điều kiện để mình qua bển mình thi. Sư nghĩ là mình thôi, mình nổi tiếng ở đây rồi, mình ở đây mình làm ở đây đó. Ý là mình quê mình sẽ ở đây thì gần cha mẹ nữa. Gần cha mẹ. Nếu mà lỡ mà thử qua bên kia thì kiểu dạng như lạ nước lạ cái thì cũng với lại nhớ nhà rồi ha. Đúng rồi. Xa nữa. Đúng rồi, xa. Nếu mà ở dưới đây, dưới quê này kia còn về thăm gì cho nó
gần cha mẹ. Cũng tiếc ha. giọng hát rất là hay luôn á quý vị. Hát hay hơn Ly Giang gấp mấy lần luôn á. Yes. Ly Giang chỉ hát được nhạc trẻ thôi, nhạc vui vui thôi. Còn sư là hát trữ tình là số 1. Sư cũng nghĩ, sư cũng có coi tiểu sử của con đường của Đức Phật đó. Dạ. Thì cũng một con nhà vua, một thái tử mà buông hết tất cả đi xuất gia đó, sư thấy quá tuyệt vời luôn. Sư cũng có coi những cái cuốn sách của con đường của Đức Phật đi tu đó. Vậy là sư cũng có đọc này kia rồi sư mới đi tu lại đúng không? Cũng có nghe trong cái bài kinh của các thầy, các sư giảng đạo á. Dạ. Rồi có coi thêm trong cái cuốn sách lịch sử của Phật Thích Ca đó. Rồi bây giờ là sư là bây giờ tu là lâu dài luôn phải không? Nếu mà tu lâu dài sư cũng chưa chắc nói trước được. Tại vì là cũng tùy theo duyên của mỗi người á. Dạ. Mỗi vị sư. Có sư thì xuất gia cả đời, xuất gia thì, có sư thì xuất gia một lần hai lần cũng có nữa. Nhiều sư cũng xuất gia được xuất gia ba lần luôn, rồi xong rồi tu luôn. Nhiều sư thì xuất gia ba tháng ra. Yeah. Giống như ba sư đó, ngày xưa xuất gia cũng được có mười mấy năm mà cũng ra đời đó. Còn mình nói trước thì chắc không có dám nói trước rồi. Nếu mà nha mình nói trước tôi sẽ xuất gia cả đời thì có lẽ là mình xuất gia không được, thì mất công lời nói của mình nó yeah. Nó không thành hiện thật á. Giờ mình có tùy duyên ha. Tu tới đâu thì hay tới đó. Đời là vô thường. Yeah. Đâu biết ngày mai sống hay chết, đó là vô thường. Nhiều khi khán giả yêu mến quá rồi sư trở lại với công việc ca hát thì sao? Đó chắc sư chưa nghĩ đến đâu. Yeah. Có nghĩa là không nghĩ đến vấn đề đó nữa. Yeah. Tại nghĩ đến vấn đề đó là mình đã nghĩ đến vấn đề đó lâu rồi, đã thành rồi. Yeah. Sau này tự nhiên mình có cảm giác mình muốn buông bỏ và muốn quyết định yeah. đi tu là mình không có nghĩ đến đó nữa. Có nghĩa là đúng rồi. Mình cho nó qua đi rồi. Ừ. Không còn vương vấn lại nữa ha. Đúng rồi. Bây giờ cũng trò chuyện với sư cũng lâu rồi. Ừ. Cũng nãy giờ rồi ha. Thì cũng thấy sư đang làm cái chỗ này nè, cái chỗ của sư á để ngồi thiền á. Thì có đó. Tu có không gian riêng mình về đây có không gian riêng mình ở. Dạ. Về thăm gia đình rồi có khi có mấy vị sư bạn Phật tử ở xa, ví dụ nhà có đám tiệc thì có chỗ nơi nghỉ không gian riêng cho thoải mái. Dạ. Đây thì làm mới nhiêu đây à? Dạ dạ. Thì đó thì sẵn đi danh qua đây thì thấy sư cũng chuẩn bị làm đây nè. À. Nên sẵn cũng gửi cho sư 1 triệu. Để góp phần xây cái cốc này để sư ngồi thiền ha. Đây là số tiền của 1 triệu của để mình để mua thi băng đúng không? Dạ. Băng cát đó ha. Thì dạ. 1 triệu của thì số tiền này của Mạch Kim Quê. À. Dạ. Mạch Kim Quê ở Mỹ. Sư cũng gửi lời xin cảm ơn chị Quê và xin cảm ơn Lê Giang đã dành thời gian về đây gặp sư và gặp gia đình sư, lâu quá bạn bè không gặp thì dạ. Cũng 1 năm mấy 2 năm gì ha. Dạ đúng rồi, cũng lâu rồi tại vì mọi người mọi chí hướng khác nhau với lại sư thì đi đây đi đó, còn Ly Giang cũng đi đây đi đó, cũng quay YouTube. À. Nên là cũng ít có dịp gặp nhau. À. Nên là sư hôm nay sư có dịp về quê đó, rồi Ly Giang cũng đi xì mạ. Cũng nghe tin là sư về quê nên sẵn ghé đây để thăm sư luôn. Đúng rồi. Dạ. Rồi, xin chúc quý Phật tử và khán giả gần xa cả nước, trong nước, ngoài nước được nhiều may mắn và an lành, gia đình hạnh phúc. Rồi, cảm ơn sư rất nhiều ha. Hôm nay được trò chuyện với sư và cùng tâm sự với sư những câu chuyện của sư đó, đang được cộng đồng mạng quan tâm. Thì Ly Anh cũng xin khép lại video này. Thì mọi người có video nào hay cũng như là câu chuyện gì hay thì cứ liên hệ với Ly Giang qua số điện thoại 0989 890 300. Và bây giờ xin hẹn gặp lại và kính chào quý khán giả luôn ạ. Rồi bye bye sư luôn nha. Rồi sư chào đi sư. Dạ. Yeah.